Thưa quý vị và các bạn, chiều 21 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 2 năm thực hiện đề án 06 đã thu được những kết quả bước đầu tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng vặt, tiết kiệm thời gian, công sức, tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu đề án 06 đến năm 2025, còn rất nhiều việc phải làm. Các bộ ngành phải đánh giá thực chất tình hình, trung thực, khách quan những kết quả đạt được trong 2 năm qua, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của đơn vị địa phương, thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và quá trình triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp quan trọng trong thời gian tới.